chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình lại báo giá mấy cái dòng xe mà hiện tại shop xe máy cũ đang bán nữa nha các bạn. Ở đây thì shop xe máy cũ thì hiện tại thì không có bán online nha các bạn, cũng như là không có ship xe cho các bạn ở xa, nên các bạn lưu ý cái chỗ đó. Là có nhiều bạn thì cứ nói ship thì hiện tại thì bên shop thì không có ship, tại vì là giao thông chưa có được phép lưu thông bạn, nên là không có ship. Khi nào mà giao thông á được phép lưu thông thì shop sẽ thông báo lại với các bạn. Thì nếu như mà shop có bán online thì shop sẽ thông báo lại nha. Với lại các bạn đang xem cái video thì không có cần để lại số điện thoại lại làm gì, tại vì shop cũng không có gọi điện cho các bạn. Shop biết các bạn ở đâu mà gọi điện, là shop không có lọc tạc cái số điện thoại của các bạn mà để mà gọi điện hết. Các bạn có thắc mắc hay là có vấn đề gì xe máy thì cứ liên hệ trực tiếp qua shop, thì ở cái phần mô tả thì shop vẫn có để cái địa chỉ hoặc là cái phần giới thiệu của kênh nha các bạn. Hồi nãy giờ thì mấy chiếc xe này thì shop video trước thì shop cũng có báo giá rồi, nên là cũng không có nói thêm lại cho các bạn. Còn tiếp tục nữa thì bắt đầu này shop sẽ báo giá những chiếc xe này, là những chiếc xe mà vẫn còn đồng lại, nên là shop sẽ báo giá lại, thì có giảm thêm một ít nữa, thì để cho các bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ shop. Với lại các bạn lưu ý là bên shop là không có nhận tiền cọc bất cứ của ai, cũng không có yêu cầu ai phải cọc bất cứ một cái ngàn nào hết. Các bạn lưu ý chỗ đó nha. Trong các cái video thì video nào shop cũng nói rất là rõ ràng là không có nhận tiền cọc, cũng không có yêu cầu ai cọc đó. Trường hợp mà có bạn mà nói có người gọi điện đều rồi nói là đặt cọc 1-2 triệu gì đó, thì mình cũng xin nhắc lại với các bạn là shop không có gọi điện bất cứ ai hết. Thì theo như mình nghĩ thì chắc chắn là các bạn để lại số điện thoại ở các video, nên là con người họ giả danh họ gọi điện đó, nên là mình cũng nhắc lại cho các bạn biết để mà tránh cái trường hợp mà bị kẻ xấu họ lợi dụng. Còn nếu như các bạn không tin mình thì các bạn cứ để số điện thoại lung tung, hay là các bạn muốn cọc cái gì đó thì các bạn ráng mà các bạn chịu nha đó. Chứ còn mình ở đây mình nói mà các bạn không tin nữa thì các bạn lại tin ai đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ báo giá từng chiếc. Chiếc này thì giá là 5,5 triệu các bạn. 5,5 triệu nha các bạn. Chiếc quay. Quay này là quay Alpha các bạn. Chiếc này thì 5 triệu nha. Nó là bánh tâm thang đùm. Có giấy tờ đầy đủ hết. Thì xe thì bên shop có hai cái địa chỉ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội nha các bạn. Chiếc này thì ở tại thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Chiếc SH, chiếc này thì 56 triệu nha các bạn. Xe khá là đẹp luôn, xe đã sử dụng rồi, chứ không phải là xe chưa sử dụng nha. Nhưng mà còn rất là mới luôn, giấy tờ đầy đủ. Như chiếc này thì sang tên các bạn là cái rẹt luôn, là không có cần công chứng cho các bạn mà sang tên thẳng qua luôn. Tại vì khi mà công chứng cho các bạn là được quyền sở hữu của các bạn đó. Nhưng mà các bạn cũng tốn thêm là chi phí để sang tên nữa, nên là shop thì sang tên thẳng cho các bạn luôn với cái dòng xe cao cấp. Chiếc quay Alpha nha các bạn. Xe này thì các bạn nhìn các bạn cũng thấy đấy, khá là đẹp luôn nha. Chiếc này thì hiện tại bên shop đang bán là 5 triệu nha các bạn, 5 triệu rưỡi lộn. Chiếc này 5 triệu rưỡi nha các bạn. Mình nhầm. Giấy tờ đầy đủ hết. Như mấy cái chiếc mà rẻ tiền như thế này thì shop công chứng qua thôi, thì các bạn tự về sang tên. Còn mấy cái dòng xe cao cấp chẳng hạn như chiếc SH này thì 36 triệu bạn thì shop sẽ sang tên hắn cho các bạn luôn. Xe này thì 2012 nha các bạn. Cà vẹt nó đăng ký năm 2012. Khá là đẹp luôn, mới rửa ra nha các bạn. Tiếp tục nữa, quay Alpha nữa. Hôm nay thì quay Alpha cũng rất là nhiều nha các bạn. Quay Alpha nhiều lắm. Mỗi đợt thì nó có mỗi cái lô, nên là chẳng hạn như đợt này thì quay Alpha nó nhiều thì shop sẽ đăng nhiều, còn đợt mà ít thì shop sẽ đăng ít. Chiếc này thì bánh mâm, nhưng mà tháng này tháng đầm thôi, không có tháng đĩa đâu. Bánh này cũng bánh lên thôi chứ không phải là bánh riêng nha các bạn. Chiếc này thì 4 triệu rưỡi các bạn. Cái mâm này là tự lên thôi nha các bạn, chứ không phải là mâm riêng nha. Đây mới là gọi là ring nha các bạn. Xe này thì 2018 luôn các bạn. Bánh mâm thanh đĩa đồ đàng hoàng, còn ring cứng hết và đẹp.
2018 mà. À, chiếc này thì hiện tại bên shop đang bán là 11 triệu bạn. So với ở thị trường thì có khi các bạn mua tầm 12 triệu cũng có, 13 triệu cũng có. À, nhưng mà bên shop thì chỉ có 11 triệu thôi. Nó rẻ hơn thị trường khoảng hơn 1 triệu các bạn. Rồi chiếc quay, quay alpha. Đa số là quay alpha thì giá cả thị trường thì chắc chắn là các bạn cũng biết, nó dao động từ 5 triệu cho đến 7 triệu đó, với cái dòng dây quay alpha này nha. Còn nếu như bạn nào mua cao hơn thì coi chiếc mắt đó nha. Thì bên shop hiện tại đang bán là 5 triệu rưỡi các bạn ha, là quay alpha. Tại nó thắng đầm nha các bạn. Các bạn nhớ nha, thắng đầm nha. Nếu mà trường hợp có thắng đĩa bánh mâm thì có khi nó lại lên hơn là 500 hạng triệu nữa. Nhưng mà vì là thắng đầm nên là nó lại giá nó như thế là vừa các bạn. So với bên shop là rẻ đấy. A Black thì hiện tại bên shop đang bán là 18 triệu các bạn, 2017 nha. 2017 18 triệu. Giảm là hơn một nửa luôn các bạn. Hơn một nửa luôn. Hơn một nửa. Tầm khoảng một nửa. So với là một nửa là tính là xe mới nha các bạn, không phải là xe cũ nha. Xe cũ thì tầm mười mấy trở lại, mười mấy cũng có. Tại cho cái khu vực nữa. À, chiếc này là rim Thái các bạn. À, xe này thì đã qua sửa chữa rồi nha, chứ không phải là còn rim. Còn rim nó cũng tầm khoảng 70% thôi nha các bạn. Mà nó gọi là có qua sửa chữa rồi. Thì hiện tại bên shop đang bán là giá là 6 triệu bạn. Bình đầy đủ, máy móc thì êm ru, không có một cái tiếng kêu gì bất thường hết. À, không có cần phải đạp mà bình đầy đủ hết, niềng đầm đồ còn rất là sáng sủa luôn. Rồi, dòng xe cao cấp chiếc này thì 45 triệu nha các bạn. SH nha, 45 triệu. Giấy tờ đầy đủ, cà vẹt, đồ chính chủ sang tên cho các bạn rõ ràng hết. Các bạn khi mua cái dòng xe này thì sẽ được sang tên cho các bạn luôn, sang thẳng cà vẹt luôn nha các bạn. Tức nghĩa là các bạn đứng tên trong cà vẹt luôn. Không có cần công chứng, tại vì công chứng thì mới công các bạn về các bạn sang tên nữa, nên là nó rất là tốn kém cho các bạn. Nên là mấy cái dòng xe cao cấp thì shop sẽ sang tên trực tiếp cho các bạn luôn. Chiếc này thì giá là 12 triệu các bạn. Xe này thì 2016 Vision nha. Dòng xe này nó cũng tương đương, nó giống như SH nhưng mà nó nhỏ, nó gọn hơn. Có nhiều chiếc thì bà thay lại cái mặt nạ trước thì giống SH AC luôn, có nhiều bạn lầm luôn. Mà nó là Vision thôi, nhưng mà nó nhỏ, nó gọn hơn. Còn chất liệu của nó thì chắc cũng không có bằng nhà SH, tại vì SH là dòng xe cao cấp. Còn cái dòng xe này là dòng xe tầm trung thôi. SH tiếp nữa nha các bạn. Chiếc này thì 58 triệu các bạn. Còn nguyên riêng nguyên khổ hết, chưa có động chạm cái gì hết nha các bạn. Sáng đẹp, liền đầm bô rồi là còn rất là đẹp. Dàn áo rồi còn sáng bóng, ngay cả còn dán keo luôn. Dàn áo còn dán keo luôn nha các bạn. Giấy tờ cũng đầy đủ hết. Nói chung là trước khi bán thì shop kiểm tra rửa ráy lại rất là kỹ càng. Nên là các bạn cứ đến xem, được thì hốt, không được thì thôi, không sao hết. Các bạn cứ đến trực tiếp để mua nha các bạn. Shop thì tại thành phố Hồ Chí Minh, thì địa chỉ thì có để trong cái phần giới thiệu á, bạn vào đó. À, cái này là SH model các bạn. Chiếc này thì 28 triệu nha các bạn. 28 triệu. Giấy tờ nó cũng đầy đủ, và về thì cũng đầy đủ hết rồi. Xe thì vẫn còn những nguyên viên. Cái này là SH, này là cao cấp. Còn chiếc này thì 13 triệu các bạn, với xe này là 2015 13 triệu. Xe là dưới 20 triệu các bạn thì sẽ công chứng các bạn thôi nha. Còn nếu mà xe trên 20 triệu là không công các bạn, thì các bạn đến trực tiếp để mua xe luôn. Cái shop thì không có bán online, cũng không có ship. Bạn lưu ý nha, thì khi nào mà shop bán online hay là shop sẽ thông báo lại cho các bạn. Mà hiện tại thì chưa có bán được nha. Rim Thái nữa nha các bạn. Chiếc này thì còn riêng, nhưng mà nó hơi cũ một tí các bạn. Thì nó còn riêng thì nó hơi cũ thôi. Chỉ có xe mà mới thì mới mới sửa chữa lại, mới thôi các bạn. Còn Rim Thái thì cũng khá là lâu rồi, nhưng mà là mới đây. Chiếc này thì 5 triệu rưỡi các bạn. Chiếc này cũng là cái chiếc cuối cùng luôn nha các bạn. Rồi mình hẹn các bạn là video tiếp theo nữa nha. Hôm nay thì chắc có nhiều video các bạn.